thành phố Hồ Chí Minh đã công bố lịch đi học trở lại cho học sinh sinh viên. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định về lịch học chính thức cho học sinh sinh viên. Học sinh 12 nghỉ học đến hết 8/3, các lớp còn lại từ mầm non đến trung học phổ thông nghỉ hết 15/3, cũng là địa phương cuối cùng chốt lịch cho học sinh nghỉ trong tháng 3. Các tỉnh thành khác cho học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở nghỉ thêm 1-2 tuần, trung học phổ thông đi học lại từ ngày 2 tháng 3. Vĩnh Phúc cho học sinh trung học phổ thông trở lại trường từ ngày 2 tháng 3. Nhiều tỉnh trên cả nước cho học sinh đi học trở lại từ ngày 29 tháng 2. Ảnh, VN Express. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định cho học sinh trung học phổ thông và sinh viên trên địa bàn đi học trở lại vào ngày 2 tháng 3, học sinh từ bậc mầm non đến trung học cơ sở trở lại trường vào ngày 9 tháng 3 tới. Theo đó, 28/2, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục. Bộ Giáo dục Đào tạo tiến hành thẩm định sách giáo khoa lớp 2 mới từ tháng 6. Năm 2020, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ có kế hoạch thẩm định sách giáo khoa lớp 2. Lần 1 dự kiến từ tháng 6 đến tháng 9, lần 2 từ tháng 9 đến hết tháng 12. 9 môn học và hoạt động giáo dục lớp 2 có sách giáo khoa được tiến hành thẩm định, gồm tiếng Việt, toán, đạo đức, tự nhiên và xã hội, giáo dục thể chất, âm nhạc, mỹ thuật, hoạt động trải nghiệm, tiếng Anh. Nhiều trường đại học miền Tây cho sinh viên đi học trở lại vào ngày 2 tháng 3. Rất nhiều trường đại học miền Tây cho sinh viên đi học lại vào ngày 2 tháng 3. Ban cờ hát cũng lưu ý các giảng viên giám sát sinh viên có khả năng tiếp xúc với người thân trở về từ vùng dịch. Cách chức buộc thôi việc nữ hiệu trưởng, sử dụng bằng cấp 3 giả hiệu trưởng trường mầm non Hoa Pơ Lan, xã Ea Hua, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk vừa bị phát hiện sử dụng bằng cấp 3 giả. Nhiều trường đại học tại Hà Nội tiếp tục cho sinh viên nghỉ thêm 1 tuần. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch virus corona, nhiều trường đại học tại Hà Nội thông báo cho học sinh sinh viên được nghỉ thêm 1 tuần đến hết ngày 8/3. Block S. Y.